nhà cung cấp động cơ điện Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor công nghệ Úc. Sản phẩm đã được sử dụng khắp châu Âu, châu Mỹ, châu Á trước khi có mặt tại Việt Nam từ năm 2007. Sản phẩm dưới đây là motor 380V, công suất 1,5 kW hay còn gọi là hai ngựa, tốc độ 920 vòng trên phút, 6 cực điện, khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 100mm, đường kính cốt trục là 28mm, motor 3 pha có chế độ đấu điện sao hoặc tam giác, cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 4A, khi đấu tam giác là 6,91A. Motor có chế độ là mát toàn phần, cấp chịu nhiệt F. Vỏ sản phẩm có thể bảo vệ động cơ điện với những hạt nước, hạt bụi siêu nhỏ IP55. Nhờ cấu tạo bằng tonsilit xanh cán nguội, có độ thẩm thấu từ cao, sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách lưu ý khoảng cách giữa các tâm lộ đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa các tâm lộ đế ngang trục là 160mm. Với hơn 1.500 công nhân sản xuất lành nghề tại nước ngoài và đội ngũ kỹ thuật viên đa năng sáng tạo tại trên toàn quốc, công ty Minh Motor luôn mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao nhất, mong được